Là con này là con mini chạy cho thuyền 1 mét, từ 2 mét đến 3 mét. Con này 700 mini. Tổng trọng lượng của cái con này cầm trên tay này nó rơi khoảng tầm 3,5 cân, 3,5 cân 4 cân gì đấy. Nó rất là nhẹ nhá. Đây, dây kìm này, tay lái này, tay lái anh em chỉ cần đút vào đây, đút đây, cửa khóa nó lại. Vậy là anh em đã vi vu rồi. Trên đây là anh em, trên đây là có một cái sợi dây kìm kẹp này, anh em kẹp vào bình nhá, kẹp vào bình nhưng mà vặn cái tay ga này, cứ kéo tay ga này là nó chạy thôi. Cái đây trên tay này nó có 3 chế độ là tới lui này. Đây này, anh em ạ, đối với tất cả các cái dòng máy chạy thuyền hoặc là bất kể một cái dòng máy móc gì cũng vậy thôi, nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm của nó hoặc là những cái hạn chế nhất định của nó. Tuy nhiên là nếu anh em có biết chọn, biết chơi, biết dùng, biết sử dụng đúng mục đích của cái sản phẩm hoặc là nhu cầu sử dụng của mình thì tất cả loại nào nó cũng dùng ok hết nha anh em nhé. Ví dụ như cái dòng đẩy thuyền của mình này thì là nó cũng có cỡ lớn cỡ nhỏ, đẩy được ở tầm cỡ nào, thế nhưng nó cũng không, nó cũng có một cái hạn chế nhất định của nó. Không như cái đẩy thuyền xăng dầu, xăng dầu thì có thể là đẩy rất là trọng tải rất là lớn cũng được, nhưng cái điện này thì mình vẫn đang làm ở trong cái hạn chế nhất định của nó, tại vì là do là cái khối pin của nó. Nếu như mình có thể làm được cái công suất rất là lớn, nhưng anh em không thể đầu tư được cái khối pin của nó đâu, khối bình để lưu điện của nó, để chạy của nó đâu. Vậy nên là mình chỉ sản xuất ở trong cái hạn chế nhất định của nó thôi. Còn làm thì tất nhiên là mình có thể là làm được tất cả các loại đấy. Đối với anh em nào có nhu cầu mà chịu chơi, chịu đầu tư thì mình vẫn có thể là làm được hết. Tuy nhiên là giá thành của nó sẽ khác, không như cái dòng này. Cái dòng này là dòng thông dụng để cho nông dân, nông nghiệp, rồi anh em làm nghề trong nước ở trong tầm cỡ nhỏ sử dụng thì nó rất là hợp lý. Ví dụ như hôm qua đấy, cái dòng mà đẩy bé nhất bên em như này, mini bé nhất bên em như này, có một bác là mang cái thử lấy ở bên em là một cái nhá, để sử dụng. Xong anh em sử dụng thấy ok thì một bến cá đấy, hôm qua em lại không quay video lên, một cái bến cá đấy là anh em đặt, cùng nhau đặt một đơn là 10 cái luôn, để về chia nhau cho cả xóm cho sử dụng đấy. Và đương nhiên thì là anh em lấy với số lượng mà tập trung vào lấy như thế thì một đơn đi thì em cũng có cái giá cả ưu đãi cho anh em, nên là anh em có bảo nhau là đặt luôn một đơn như vậy đấy. Cái đơn đấy của em hôm qua không biết là còn lưu video lại không, là 10 cái của một xóm đấy, chứ không phải là một người lấy về bán đấy. Người ta biết sử dụng thì nó sẽ hợp lý cho cái công việc của người ta thôi.